Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp claim 20 triệu tốt cần có ký hiệu là Oanh nha các bạn. Thì con này nó sẽ list vào sàn BankerSwap vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 nữa. Thì chương trình claim này còn 1 ngày 18 giờ nữa kết thúc nha các bạn. Nên các bạn cố gắng claim nha các bạn. Nó chương trình bán hàng free sale nữa. Thì các bạn có thể mua min bay 0.01 BNB các bạn. Thì mình kèo này kèo số mình không khuyến khích các bạn mua không các bạn. Mình khuyến khích các bạn claim free thôi các bạn. Rồi thì để claim được con này thì các bạn mở địa chỉ chút led của các bạn ra nè. Các bạn chọn dòng tab nè. Các bạn dán cái phần link dưới mô tả dưới video của mình nha các bạn. Kèo số này hên xui các bạn ơi. Các bạn connect, các bạn chọn mạng BNB Smart Chain nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào claim này drop nè. Các bạn bấm vào kết nối nè. Các bạn sẽ tốn phí ga là 0.0006 BNB khoảng 0.78 UDT các bạn. Các bạn bấm chấp thuận luôn các bạn. Rồi sau đó các bạn chờ một chút xíu các bạn. Rồi sau đó các bạn sao chép con chắc của nó nè. UBC. Rồi kiểm tra. Càng tên quanh ít quanh các bạn giải xíu rồi các bạn nhấp vào ba cánh cùng các bạn nhấp vào con sắt nha các bạn. Rồi rồi ok mà nó về được 20 triệu tôi cần ít quanh nè. Rồi các bạn chỉ copy con sắt của nó thôi các bạn. Con sắt thì mình để cho mình link mô tả dưới video của các bạn cho các bạn. Các bạn mở dưới chocolate mình ra lại nè. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè, nhấp vào một tìm kiếm nè các bạn. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Hiện tại con này có logo của bạn. Rồi các bạn sẽ thấy được 20 triệu token XQN nè. Rồi thì vào ngày 20 tháng 7 ấy, vào ngày 20 tháng 7 nó sẽ list sàn nha các bạn. Thì kèo này số hên xui nên các bạn cân nhắc nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.